Trong tháng 5 năm 2024 này, hai mẫu xe Honda Civic và Accord được áp dụng chương trình khuyến mãi giống hệt tháng 4 vừa qua. Trong tháng 5 năm 2024 này, hãng Honda Việt Nam đang áp dụng chương trình khuyến mãi cho hầu hết mọi mẫu xe của mình, trừ BZV. Hai mẫu xe đen nhập khẩu nguyên chiếc của Honda là Civic và Accord cũng không phải là ngoại lệ. Theo đó, trong tháng 5 này, Honda Civic được hãng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Mẫu xe đen hạng C này hiện có 3 phiên bản và giá bán từ 730. 870 triệu đồng với ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, khách hàng mua Honda Civic sẽ tiết kiệm được số tiền từ 73-87 triệu đồng tùy theo phiên bản. Trong khi đó, Honda Accord tiếp tục được hãng hỗ trợ đến 220 triệu đồng tiền mặt. Như vậy, trong tháng 5 năm 2024 này, hãng Honda Việt Nam vẫn áp dụng chương trình khuyến mãi giống hệt tháng 4 vừa qua cho hai mẫu sedan của mình. Chương trình ưu đãi của Honda Việt Nam sẽ được áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán từ ngày 6 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2024. Ưu đãi lệ phí trước bạ của hãng sẽ được áp dụng theo mức 10%. Trong gia đình Honda, Civic và Accord hiện là hai mẫu xe có sức bán yếu nhất. Do đó, không có gì bất ngờ khi hãng Honda tung ra khuyến mãi đậm sâu để cải thiện doanh số cho hai mẫu xe này. Trong tháng 3 năm 2024, hãng Honda đã bán được 97 chiếc Civic, tăng trưởng đến 130,9%. Đồng thời, Kết quả này cũng nâng doanh số cộng dồn trong 3 tháng đầu năm của Honda Civic lên 268 xe. Với Honda Accord, xe chỉ đạt doanh số 11 xe trong tháng 3 năm 2024, giảm 8,3%. Doanh số cộng dồn của mẫu xe đen hạng D này trong quý 1 năm nay cũng chỉ dừng ở mức rất khiêm tốn là 31 xe. Tương tự các mẫu xe Honda khác, Civic và Accord đều không có lợi thế về mặt giá bán so với các đối thủ. Riêng Accord chẳng những sở hữu giá cao, lên đến 1,319 tỷ đồng, mà còn chỉ có đúng một phiên bản. Tuy nhiên, Honda Civic và Accord lại được đánh giá cao về độ rộng rãi của không gian nội thất, động cơ, cảm giác lái cũng như hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing tiêu chuẩn. Honda Civic tại Việt Nam dùng động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5 lít, cho công suất tối đa 178 mã lực và mô men xoắn cực đại 240 Nm. Hộp số là loại tự động biến thiên vô cấp CVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, Honda Accord dùng động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, tạo ra công suất tối đa 188 mã lực và mô men xoắn cực đại 260 Nm. Đi kèm với động cơ là hộp số biến thiên vô cấp CVT cùng hai chế độ lái Eco và Sport. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.